Dạ vâng, điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em. Xin mời các bác đeo tai phone và để thập âm tiếng súp cực kỳ hay, rất sâu, gọn, mềm, dày tiếng, đánh rất là uy lực. Cao Phong đang test tiếng súp từ một cái đẩy một kênh chuyên súp hàng bãi của Mỹ, ETC, súp M1, hàng tuyển chọn, hàng cao cấp nhất của tất cả các loại đẩy một kênh trên thị trường. Nếu mà nói về đẩy ETC thì không có bất kỳ một con đẩy một kênh nào có thể qua được tiếng súp, tiếng chất âm của nó rất là hay. Và hàng súp ETC này nó rất là hiếm, cực kỳ hiếm trên thị trường đó nha. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Đó, hàng tuyển chọn này các bạn này, mặt phay nhôm. Size của nó là size lớn này, nó bằng form với tất cả các con đẩy các bác đang chơi. Nên khi có bày vào nó rất là đồng bộ và đẹp. Các logo ETC súp M1 cực kỳ rõ nét, đèn báo, volume chỉnh tổng âm lượng to nhỏ. Con này nó có nút cắt tần số ở phía sau. Nó có nút cắt tần số nên các bác có thể nghe tùy tai các bác. Khi các bác cắt súp qua vang ấy, thì cái giải súp nó chỉ xuống được tầm khoảng 50Hz thôi. Nhưng các bác cắt súp qua con đẩy một kênh ETC M1 này nó xuống cái giải nó tận 30-35Hz. Cái giải súp nó xuống rất là sâu. Đấy, cắt hay, cực kỳ hay luôn. Và tất cả các dàn âm thanh của các bác đều phải có tiếng súp thì nó mới hay. Và các bác chơi súp qua những con đẩy ETC này chỉ một ngày thôi là các bác nghiện luôn. Tiếng súp của nó cực kỳ hay, các bác nhìn đẹp xuất sắc em nhé. Size 2U, cái chiều của dày của nó tầm khoảng 9-10cm. Và cái chiều ngang nó là size lớn, nó bằng form với tất cả các đẩy các bác đang chơi. Bạn nào đang chơi những con âm ly này, những con đẩy hai kênh này mà các bác muốn chơi súp, và đặc biệt chơi súp hơi bao giờ nó hay và chuyên nghiệp hơn súp điện, thì đây đúng là một tuyệt vời. Và kể cả bác nào đang chơi những con đẩy 3 kênh, 4 kênh trừ con đẩy Eric. Riêng 3 kênh chỉ có con đẩy Eric là cắt súp rất là hay cho một kênh súp. Còn các đẩy khác mặc dù có chơi được súp nhưng không bao giờ hay và chuyên nghiệp bằng các bác chơi riêng một con đẩy một kênh như này. Thứ nhất là độ bền cao, thứ hai là nó sẽ chuyên nghiệp hơn, bởi vì một con đẩy hàng cao cấp nó sinh ra cả một nguyên một con đẩy như này, nó chỉ có để đánh súp thôi, nó sẽ rất là hay. Và với công suất của con đẩy này, bác nào đang chơi những quả súp Mỹ xịn ấy, em nhấn mạnh các bác chơi những súp Mỹ xịn, các bác có thể chơi hai quả súp đơn 50 của Mỹ xịn. Đấy, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, công suất các bác có thể chơi hai quả súp đơn Mỹ. Đấy, tiếng cắt súp rất là hay, chuyên nghiệp, ấm tiếng nhá, nó rất là ấm, mềm, dày tiếng. Và cái giải súp nó cắt rất là sâu. Đẩy cao cấp nhất của đẩy một kênh ETC súp M1, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Máy bao zin nguyên bản. Con này nó có nút cắt tần số phía sau. Lát nữa bác nào muốn quan tâm thì nán lại một chút em quay phía sau các bác. Đây em đang quay về phía trước cũng như là test tiếng súp của nó rất là hay. Đấy, đèn báo này, khi các bác chơi súp nó sẽ đèn báo nhấp nháy này. ETC súp M1 volume chỉnh tổng âm lượng này, to nhỏ này. Còn nút cắt tần số là phía sau, các bác nghe vừa tai bao nhiêu là các bác để ở cái vị trí đó. Rất đẹp luôn, hàng đẳng cấp, cực kỳ đẹp. Con này em nhắc lại là nó cắt cái giải súp nó xuống tận 30-35Hz, xuống rất là sâu, nên là nó đệm và dàn âm thanh cực kỳ hay. Hàng đẹp, hàng cao cấp nhất của đẩy một kênh. Máy bao zin, bao hay cho các bác nhé, rất là hay. Con này thì tiếng của nó cực kỳ hay. Khẳng định các bác là trên thị trường tất cả con đẩy một kênh không có con nào qua được tiếng súp của con đẩy một kênh ETC. Và con đẩy ETC này rất là hiếm, trên thị trường nó cực kỳ hiếm. Đấy, số lượng nó chỉ 5 thì 10 họa, số lượng nó cực kỳ hiếm luôn, không có mấy khi có hàng. Giá bán là 4.500.000 cho bác nhé. Con nào cần, thực sự là cần những con đẩy chất lượng âm hay, đấy, thì các bác liên hệ với điện tử Cao Phong để sở hữu con đẩy một kênh này. Hàng đẹp xuất sắc luôn, bao zin nguyên bản máy móc, tiếng cắt súp cực kỳ hay. Và đem quay phía sau này, em giảm âm lượng đi một chút này. Em đang đánh một quả đơn 50 của Mỹ mà mở tầm khoảng 9 giờ thôi, nhưng mà nó rung hết đồ đạc lên. Tiếng súp của nó rất là hay. Đầu tiên các bác nhìn này, cái dây nguồn của nó là dây nguồn liền này, dây nguồn rất là dài. Đây là các cái đường ra súp này, các bác có thể dùng jack Newchick này, này tắt đi này, vặn vào này, đó, rất là hay luôn. Và các bác có thể dùng gen xoáy kẹp đỏ đen này. Đây là các cái đường vào nó rất là đa dạng nhé. Vừa rắc 6 ly này, đấy, rắc 6 ly này, vừa rắc Newchick Canon này, vừa rắc AV này, đủ hết 3 loại dây rắc cho các bác. Nó có cả đường ao ra này. Đây nút cắt tần số này, các bác nghe tần số cao thấp bao nhiêu là tùy ý nhé. Đây em để còn khá là cao nhé, các bác muốn nó cắt sâu nữa các bác lùi lại. Tức là càng giảm thì cái tần số nó càng hạ thấp xuống, còn các bác càng tăng theo chiều kim đồng hồ thì cái giải súp nó càng cao lên.
cái volume này là các cái vị trí tần số này là nó không quy định một mức nào cả. Bác nào sở thích của bác nào cắt tần số thấp cao bao nhiêu là tùy ý các bác. Các bác đặt tầm nào tùy ý các bác. Là mỗi lần sử dụng là các bác chỉ vặn volume phía trước thôi. Nút gain, nút pha là đồng bộ pha hết này, có đủ hết này. Đấy, nút tem mã vạch này, QC này, đấy, số series này. Con này nó là hàng đẳng cấp này, California này, USA nha các bác nhá, hàng bãi của Mỹ. Này, ETC California USA. Đây toàn chữ Mỹ, chữ Anh, chữ Mỹ này. Hàng cực kỳ đẳng cấp, rất là đẹp mà zin cả quạt gió này các bác nhá. Tất cả máy nguyên zin, zin cả quạt gió luôn. Đấy, các bác nhìn cái dòng chữ California. Đấy. USA. Đấy. ETC SUP M1. Đấy, tiếng rất hay. Với công suất em nhắc lại là bác nào chơi SUP Mỹ thì các bác có thể chơi hai quả SUP đơn 50 từ 22 con 100 các bác nhá. Dòng SUP Mỹ. Đấy. Tiếng rất hay. Quá đẳng cấp luôn, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Đấy. Các bác chơi tất cả các dàn âm thanh các bác có điều kiện là chơi riêng một con này nó mới là đẳng cấp, bởi vì khi các bác chơi những con đẩy 3 kênh, 4 kênh ấy, mà các bác chơi chung ấy thì nó chỉ hỗ trợ thôi. Còn nó không hay bằng các bác chơi riêng. Em đã khẳng định các bác là nếu đẩy 3 kênh chỉ mỗi cái dòng Eric là nó có cắt súp cho một kênh là khá là hay. Đấy. Nhưng mà nó vẫn không chuyên nghiệp bằng con này được. Không chuyên nghiệp bằng con này được. Nhưng còn những con đẩy 3 kênh, 4 kênh khác nó chỉ hỗ trợ các bác thôi, chứ còn cắt súp nó không thể bằng những con đẩy 1 kênh chuyên súp này được. Nên bác nào có nhu cầu mà thực sự muốn thưởng thức chất âm hay, chất lượng âm thanh cao thì có liên hệ sở hữu những con đẩy 1 kênh chuyên súp này. ETC SUP M1 đẹp xuất sắc. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.